Việt xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là chiều ngày thứ 7, 4 tháng 9 năm 2021. Việt gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn thông tin ca mắc Covid tại thủ đô Hà Nội. Theo báo VN Express, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận có 44 ca mắc Covid-19, quý cô chú anh chị và các bạn, tính giờ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 4 tháng 9. Và hôm nay lại tăng hơn so với hôm qua rồi, quý cô chú anh chị và các bạn. Không khí rất buồn. Thì đang ở đường Nguyễn Chương Tộ, quý cô chú anh chị và các bạn. Đến gặp những người nước ngoài. Lâu lắm à. Kể mấy ngày mới gặp người nước ngoài. Đã đi tham quan cũng như đi chơi ở trên các tuyến phố thủ đô Hà Nội. Các bạn nước ngoài thì sướng, việc đấy là đều được tiêm vaccine hết rồi. Mời quý cô chú anh chị và các bạn đi một vòng. Trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Nguyễn Chương Tộ và cửa Bắc. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube Hà Nội đấy. Đây là những hình ảnh tại tuyến phố Nguyễn Chương Tộ, một trong những con phố mà có rất nhiều các khách sạn, một trong những con phố mà phải nói là nhiều khách sạn nhất thủ đô Hà Nội và những khách sạn cao tầng, quý cô chú anh chị và các bạn. Các khách sạn đang đóng cửa. Hình quý cô chú anh chị và các bạn là những khách sạn rất là to, nằm ngay trên tuyến phố Nguyễn Chương Tộ. Việt đã tới ngã ba Phan Huy X và Nguyễn Chương Tộ, quý cô chú anh chị và các bạn. Ngay đầu ngã ba thì có tấm hàng rào chắn, không cho người lạ tụ tập. Và bên trái màn hình của chú anh chị và các bạn là trước màn hình trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ. Đang ở ngã năm Hàng Than và Hoài Nhai. Thì đã sang phố Hàng Than rồi, tôi chú ý chị của các bạn. Các cửa hàng bánh cốm thì cũng đang đóng cửa.
trước màn hình chúng tôi chú ý chị và các bạn chính là buôn hàng đậu. Đây là buôn hàng đậu. Mời chúng tôi chú ý chị và các bạn sang tuyến phố Hàng Con. Các cửa hàng ở phố Hàng Con, mỗi cửa hàng bánh thì mở cửa thì tôi chú ý chị và các bạn. Và Việt đã ở ngã tư Phùng Hưng, Hàng Cót và Hàng Lược, như là Hàng Cót. À, mời quý cô chú ý chị và các bạn. À, đây bắt gặp một anh Tây nữa, quý cô chú ý chị và các bạn. Đường sang các ngõ đều được chặn bởi chốt phòng chống dịch của quân đội các bạn. Video này chúc quý cô chú ý chị và các bạn sức khỏe, bình an trong những ngày dịch. Và trước màn hình quý cô chú ý chị và các bạn là ngã tư Hàng Mã và Hàng Cót. Và trước màn hình thì cô chú anh chị và các bạn là ngã ba Nò Rèn và Hàng Gà. Trung tâm phố cổ thì chúng tôi chú anh chị và các bạn cứ đi khoảng 100m, khoảng 200m lại có một tuyến phố. Các cửa hàng trên tuyến phố Hàng Gà phải thấy đóng cửa im lìm. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Hàng Vải và Hàng Gà, được đây cũng có chốt chống dịch quý cô chú anh chị các bạn. Ra tới ngã tư Cửa Đông, Hàng Phèn. Đây là những hình ảnh tại Cửa Đông quý cô chú anh chị và các bạn. Đoạn Cửa Đông, Nhà Hỏa đều được chặn bởi những hàng rào chắn. Còn bên này là Hàng Phèn quý cô chú anh chị và các bạn. Việt đã tới ngã tư Bát Đàn, cũng được chắn bởi hàng rào chắn quý cô chú anh chị và các bạn, không cho người lạ vào. Đoạn này ở trên phố Hàng Điếu thì Việt thấy có một số cửa hàng kinh doanh bánh hoa quả.
Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là hàng nón. Hàng nón, hàng điếu. Ngã tư hàng nón, hàng điếu. Cái này rẽ vào huyện Tất Tố, chợ Hàng Gia thì các cơ quan chức năng vẫn đang làm nhiệm vụ với cô chú anh chị và các bạn. Và Việt đang ở trước trung tâm thương mại Hàng Gia với cô chú anh chị và các bạn. Rạp Hồng Hà, rạp chuyên mua rối quý cô chú anh chị và các bạn, nhà hát tuồng Việt Nam. Góc ngã ba Hàng Gia và ngay góc ngã ba Hàng Gia là cửa hàng bán hoa quả. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là hàng bông Quán Sứ và hàng da. Người dân Hà Nội rất là buồn, đang là ngồi trước cửa nhà để hóng gió một chút. Cửa hàng kinh doanh buôn bán này đóng cửa. Tôi đang ở trên tuyến phố hàng bông của quý cô chú và các bạn. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn chính là ngã ba Phùng Hưng và hàng bông. Tới ngã tư cửa Nam rồi. Đang ở trên đường Điện Biên Phủ quý cô chú anh chị và các bạn. Buổi chiều thấy không khí rất là trong lành, rất là đẹp.
Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là đường Tôn Thất Kiệm. Cảm ơn quý cô chú anh chị cũng như toàn thể các bạn đã cùng Việt đi một vòng phố cổ. Việt tới ngã tư Trần Phú, Điện Biên Phủ, Việt sẽ dừng clip. Và hiện tại Việt đang ở ngã ba Lê Duẩn và Điện Biên Phủ, quý cô chú anh chị và các bạn. Chiều rất bình yên. Tới ngã tư Điện Biên Phủ như Trần Phú rồi thì cô chú chị các bạn.